Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh LTK Bonsai Cần Thơ có dịp về Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang và có ghé chỗ anh Tài có review một số cây mai và số phôi và có báo giá luôn nha bà con, cô bác. Và bây giờ mình đi vào trong để mình review một số cây mai nha bà con. Và đây là vườn của anh Tài nha bà con. Rồi chào anh Tài, anh Tài ơi. Mến chào anh Tính, hôm nay em cũng có ít số cây cây bông giấy Mỹ với cây mai thành phẩm với cây mai phôi, cây bông trang. Mong cô chú ủng hộ mình. Kính chúc cô chú chào sức khỏe. Rồi mình đọc địa chỉ với số điện thoại Zalo luôn anh. Của em là ấp Trường Hoa, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Số điện thoại là 0973 17506, cũng là số Zalo của em luôn. Rồi thì mình đi vô cây luôn ha. Nó đo rồi. Dạ. Nó làm cây đây là cây mai thôi, mình đã trồng gần 20 ngày đâm tiêu hết rồi anh. Rồi đo đi cái. Rồi giờ mình đo cho chiều cao đi. À, chiều cao 48. Chiều cao 48. Rồi, hoành luôn ha. Rồi hoành sát đế là 38. 38 nha bà con. À, 38 thì 37 đi. Rồi à, mình đo củ đế luôn. Đã củ đế luôn. À, củ đế là 81. À, mình đo chỉ trên đây thôi nha cô chú. Dạ, nó cũng có cái rễ nó cũng quái lắm. Nó quắn đi thôi mà chứ nó không có nôm thẳng xuống. Đi nó 3-4 cây mà rễ nó hơi quái. À, trồng nó cũng lên được hết rồi. Đây là cây số 1 đấy ha anh. Dạ, cây số 1. Cây số 1 này mình giao lưu là 5,5 triệu bao ship 300 km là bao ship có chậu luôn. Tại vì sau này mình ấy cái chậu luôn để thôi nó mất si cây. Nhìn ra quái cây lắm. Nó có cái chỗ này gan đầu cũng gắn vậy. Cây này nó quái lắm, nó còn nôm xuống dưới nữa. Vậy là cây này mình ship là cái chậu mình ship luôn. Ship luôn cái chậu. Đợi ship luôn cái chậu rồi sao ship nổi. Nổi hay xìu à. Tại vì cái phôi mà. Bao ship là 200 km ha anh. Dạ, nếu mà mình mở ra thì cây nó mới trồng ra cái lụa rồi sợ si hư cây người ta. Cái neo nào ấy thì mình cũng tính cho sợ cái phí nó hơi nặng. Dạ. Cho nên cô chú nào có thích cây này thì mình lấy cây này mạnh khỏe chứ còn cây mới cây tơ cây kéo hạt trơn nhiều lắm rồi cho nên mình đẩy cái này là cho chống ánh nắng. Dạ. Một nó cũng kéo nhựa mạnh cây nó cũng quái cây. Cái này xong cái chậu 20 ngày nha bà con, lên tược luôn nè. Cây cũng rất là sung. Rồi qua cây số 2 luôn anh ơi. Cây số 2 là cây mai nữa, cây mai thành phẩm đây. Cây mai thành phẩm luôn nha bà con. Cây này màu hình. Cây này màu hình. Cây này xuống nhổ trồng trong chỗ 6 mới đem xuống đất. Cây này mai thành phẩm. Tết này có bông uống hết năm hoành trước luôn. Hai giảo nữa, giảo rồi, hai lần. Rồi hoành 17. 17. Rồi cũng cái chiều cao này, cái chiều cao. Rồi nói đi con. Tới đây thôi. Chiều cao 97. Rồi con đo xuống cái củ đế cái củ. Nó cũng có duyên đấy. Củ đế luôn nha bà con. Để là khoảng 50. 50 đi. Rồi. Đó trên đây thôi nha. Chứ ở dưới đây chưa đo. Rễ nó cũng đẹp lắm, nó có duyên lắm. Anh đi vòng quá. Củ đế mình đo cái khúc trên thôi nha bà con. Chứ hay nó đo ngay chằng cái eo nhỏ nhất là 17. Nó cũng lên cục rồi. Cây này nó cũng duyên lắm, trên đây nó đóng một cục xù bây giờ lặn này. Mà cây có cái mặt cắt trên đây nó cũng kéo hết trơn rồi. À, chỉ cho cô chú cho nó rõ.
cây này cũng duyên lắm, nó lắc cây đó. Cây số 2, cây này mình giao lưu nhiêu anh Tài? Cây này mình giao lưu giá 2 triệu 2 triệu 3 đi. Cho anh em ta chơi giá mềm. 2 triệu 3 nghe bà con, thành cây số 2. Về là giờ cứ trồng tế rồi cũng được lắm. Nói chung thì cái chậu 6 nhổ ra là nó không rớt xuống đất nào chứ. Nó bám, nó trồng cái mấy 2 năm cứt ngay rồi. Rồi cây số 2. Rồi cây bông trang. Cái cây bông trang. Cây số 3 là bông trang nha bà con. Cây này là mình mới mua về cũng khoảng tháng nay mà để xuống đây cũng 20 ngày. Là cái lụa nó mình luôn cái lụa nó đang ra bốn tiền hết đây. Mạnh cây lắm. Mà cái này cũ liền nha. Cũ liền. Là yên tâm đi, cũ liền đó. Khoảng 4 năm thằng luôn ha. À, cái này là năm chín năm. Năm ngũ phúc anh. À, có thằng đo con thằng lớn cái đi gái. Đo đại trên đi không sao, tham khảo như xương. 13. Rồi, thằng lớn 13. Rồi, nguyên cái 4 cái thằng. Đo 4 5 thằng. 5 thằng. 5 thằng con đo dưới đây. Sát dạ. Sát khí luôn. Sát khí dưới đây nè. Dạ, cũng được. 33 đi. Vẫn 33. 5 thân 33 luôn. Mình đo tàu là tà cao, chiều cao đi con. Chiều cao, chiều ngang, chiều cao. Thấp thân, thấp thân. Thấp thân. Thấp thân. Thân khoảng 21. 21, thấp thân 21 rồi. Rồi. Chiều cao lên luôn. Chiều cao hao hảo hay em? Hảo xương thôi. 1m6 đi. 1m6. Chiều cao khoảng 1m6. Qua. Chiều ngang 1m8. Cây nó mới nhưng mà nó dễ bệnh, phục hồi phục lại nó thì lá để mùa nắng không không kem nó lướt rồi hết. Yên tâm đi, cây này là về mà không thấy lụa thì bao sống luôn đó. Thấy cây nào mình mới bước về nó cũng xíu nó lá vàng thôi. Cây bông trang này bao sống luôn nha bà con. Giao lưu bao ship với cô chú là 3,5 triệu. Cây số 3, cái giá là 3,5 triệu nha bà con. Ba bao ship 200 km. Nếu mà xa thì mình hỗ trợ tiền ship thêm. Dạ. Nếu xa thì quý vị có thể điện alo anh Tài. Rồi ship thì có thể mình thương lượng nha bà con. Nếu xa hơn 200 km. Còn cây này là cây bông bí Mỹ. Cũng mới mua về khoảng 2 ngày nay à. Nên người ta trồng trong cái hũ. Hỏi ông bác thì ông nói 5 năm rồi. Trong hũ rồi luôn nè. Rồi con đo đi. Đo cái thằng cái đi. Thằng lớn đi. Cây bông giấy trong hũ luôn nha bà con. 5 năm đó. Rồi, dạ, hoành lớn 15, 16 nhưng tính 15 đi. Hoành 15. Rồi con đo luôn cái hai cái dòng này luôn, cái củ bự này luôn. Là 37. Rồi, củ bự 37. Rồi củ nhỏ. Tại vì nó tới hai củ viên nó không có một viên á, cây này. Nhỏ khoảng 17. Rồi, 17 nha bà con. Đó, hết cái củ nhỏ luôn là 42. 24 anh ơi. Ủa 24. Rồi chờ nó sẽ cái củ, nó đo củ rồi đo dưới đây nè. Đo cái củ của nó mà đo dưới đây. Củ này là 28, 27 đi. 27. Rồi. Rồi nó thơ ra chiều cao. Chiều cao đi. 111 nó lớn lên. Chiều cao 111. Tài ngang 89. Cô chú có về chơi mình cắt để bonsai cũng được mà lấy được đây để quay cho là một củ trong đó không biết cái gì hôm nay chứ củ nó ngắt à, không có lúc lắc được nè, để nó sổ nó có chân đều dưới đây luôn đó. Nó trồng thì thấy nó dễ là nó ăn xuống đây cứ ngắt chứ. Dạ. Cái này mình ship, làm ship luôn cái lưu luôn ha anh. Dạ, hết cái hũ luôn. Cây này giao lưu với cô chú anh chị em không phải là mình bán mắc gì nghe cây này. Đi vô nơi cái quái thôi. Củ này rất là đẹp. Nếu ai mà muốn lấy về đập hũ ra nhìn thấy củ nồi nó bự đẹp lắm. Tính đây từ cái sổ này nè. Đâu đo cái từ cái mấy hũ xuống đây cái. Nếu mà cầm cái cây này ra thấy là để luôn 2 năm nữa đập ra nhìn cái củ nó rất là đẹp. 43. Thấy xuống sổ xuống nó 43. 42 đi. Còn nguyên không có dàn gửi là đặt khừ ở trên. Nó ăn nó sau này mình trồng bám đây gửi xuống đây.
con cú bự lắm. Này dao có hũ luôn. Ship. Này ship hơi nặng à. Nó hơi nặng tiền. Cây này giá 5 triệu anh. Giá 5 triệu nha bà con, cây bông giấy. Cây số 4. Nặng lắm. Rồi, cây số 4 này đặc biệt ship là nguyên cái hũ luôn. Cây này là trang giấy cây bông giấy Mỹ. Bông giấy Mỹ. Rồi, cây số 5 luôn anh ơi. Cây số 5 là cây xoài cắt hòa lọc. Nó quái. Sòi cát và lọc luôn nha bà con. Cái này là mình quắn này là do nên mình giữ cái đầu nhựa nó nặng cho nó cái cây nó mạnh mẽ. Yên tâm, cây này là cây xoài cát lọc mà nó quái. Quay đi con. Nó quái, nó có cái vòng co là như con thú mà nó ngồi vậy đó. Thấy đó, cái xoài và lọc này mà về làm bonsai chân một cái còn lắm. Này nó ngồi chứ ngoảy ha. Quá xá đó. Xài quái. Cây này nó cây xà bưởi của nó, cây xà trồng được thì nó đã có trái rồi đó. Dạ, mình đã cây thấy này á, thì nó ấy nó trồng ấy quá, nó chưa có mang trái được. Dạ, mình hào thử các dòng đo 20 đi. Hoành 20. Rồi đo củ luôn con. Củ này bự. Củ viên lắm. 40 đi. 40. Cụ 40. Rồi, chiều cao quá. Con chiều cao gì? Cao 41. 41 thôi anh. 41. 41 rồi. Cái cây này nói chung thì nó có cái duyên lắm. Nó quái đầu lại đàng hoàng nè, có hai cái chân nè, đây chân. Đó. Còn ở đây sau này là có cái đuôi nè. Đó, cái đuôi đầm đây cũng được, mà cái đuôi đây cũng được. Muốn tính cái đuôi nào về coi gọn bà con đã cắt. À, cây nó nứt, cây chân nó quái lắm. Yên tâm, da xanh dần. Ghế nè. Không có ấy, tại vì cây này mình mới bứng khoảng cũng 5 bữa nay. Bầu nó khô cháy chân rồi. Dạ. Trồng là mạnh khỏe. Yên tâm đi. Cây số 5, cây sồi cát và lọc nha bà con. 2 triệu rưỡi anh. Giá 2 triệu rưỡi. Bao ship toàn quốc luôn cây này, bao ship được. Đâu. Rồi, đặc biệt cây sồi cát và lọc này bao ship toàn quốc luôn nha bà con. Cắt hòa lọc ra chứ mới, nếu mà mình xài ngang mà cây nó quái mình mới để cái giá gì chứ. Nếu mà cây không có quái, không có đăng mình bán làm gì, cây xài phải quái cho mấy người ta chơi, phải quái rồi chơi. Dạ, duyên lắm. Rồi, cây số còn không anh? Còn cây số 6. Cây mai này nó đo đi con. Giờ mình đo hết cho 22 cây. Cái này nó có một nó lên thì khoảng cái này rất cao mà bà con. 60-62 đi. 3.000 để anh đo. 61 đi, kéo sát xuống đeo đo. 61. Rồi. Rồi con đo một thằng trên đây đi, khoảng gần đo dưới đây. Trên luôn đi. Thằng là khoảng 33 đi. 33 đi. Trên nó dốc, nó có củ đầy bự lắm cô chú. Rồi ghế thì cũng được lắm. Nói chung cây này già, hỏi chủ nhà thì nó đã nói là 37 và 8 năm gì đó. Nguyên cái đế hả? Hoành đế không? Quay đi vòng qua đây nè, có cái củ cái lưng này là đẹp lắm. Hoành đế xích trên. Vòng đây hết cây là hoành đế, có đó cái củ. Ở sát ngoài luôn, ngoài có cái ghế thì cứ để ra ngoài. Gần hết thứ dây luôn ha. Cái này như mét tư đi. Mét tư. Miên cái vành đế. À, này phong mai nha bà con. Cây này khoảng tầm 2 mét 2. 2 mét rưỡi không hả thầy? 2 mét rưỡi. Tại vì một vớ mình lên tới là 2 thước thôi. 1 thước trên. Cây nó duyên lắm. Dưới đây lên đây nó chỉ ra hai thằng, mà thằng này thằng nhỏ còn rễ nó ngủ đi bự bự thôi. Đẹp, cây này già cây lắm mà nó có cái ớt nhìn đẹp lắm. Cây mới bứng về cũng năm bữa nay. Này là mai vàng năm cánh đâu hả vậy anh? Dạ, mình cũng không biết, chủ nhà nói từ 5 đến 7 cánh vì mình không thấy mặt bông. Thì chắc 5 cánh đi.
ủ dần này... miếng trơn, chưa có kỳ bọng gì trơn nha cô chú. Này mình giao lưu nhiêu anh? Giao lưu giá 8 triệu bao ship 200 kg. Rồi, cây mai vàng cây số 6 giá là 8 triệu nha bà con. Rồi cũng hết cây rồi. Cái này nó cũng là hết cây rồi, con cũng mong cô chú ủng hộ cho con, chúc cô chú bồi dào sức khỏe, làm ăn thắng lợi. Rồi, xin chào anh Tài. Rồi quý vị xem nếu mình thích ưng ý cái nào thì mình có thể điện thoại cho anh Tài rồi mình giao lưu nha quý vị. Rồi kênh anh LKT Bonsai xin cảm ơn bà con cô bác đã theo dõi và hẹn gặp lại bà con cô bác vào clip sau.